Good morning Việt Nam, chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Nhìn của Quang Đinh. Một kênh nói về cuộc sống sinh hoạt của người Việt Nam và của người Việt Nam ở hải ngoại. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ hai 28 tháng 8 năm 2023. Các bạn có khỏe không ạ? Các bạn có ăn sáng gì chưa? Tôi thì mới đi ăn sáng về. Hôm nay tôi ăn cái món bún thịt nướng và uống một ly sâm. Quán này thì nằm ở đường Đề Thám, quận Nhất đó các bạn, do một gia đình người Tàu bán. Thì ăn cái quán này đó tôi cũng thấy ngon, cũng ngon miệng lắm. Giá cả thì rất là nhẹ nhàng. Một ly nước sâm và một tô bún chả tổng cộng là 50.000 tiền Việt Nam. 50.000 tiền Việt Nam đổi ra thì khoảng 2 đô, hơn 2 đô một tí. Thưa các bạn, nếu mà tôi ăn một cái tô và uống một ly nước như thế này ở bên Mỹ, ở bên tiểu bang Arizona của tôi thì cũng phải từ 15 cho đến 20 đồng đó các bạn. Đó là chưa kể tiền thuế và tiền tip. Tiền thuế thì thường khoảng từ 9 cho đến 10%. Tất nhiên là 20 đồng các bạn phải trả thêm 2 đồng tiền thuế. Tiền tip thì khoảng chừng 1 đồng, 2 đồng tùy theo các bạn. Các bạn thấy không? Khác biệt coi như 10 lần đó các bạn. Bây giờ đời sống bên Mỹ tôi thấy quá là đắt đỏ. Ở Việt Nam cũng đắt đỏ nhưng mà nó không có đắt như ở bên Mỹ. Trước kia lúc mà tôi mới qua Mỹ á, ăn một tô như vậy thì có khoảng chừng 3 đồng, 4 đồng là các bạn. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Đó là vấn đề giá cả. Còn vấn đề chất lượng thì xin thưa là tôi chưa biết. Phải để cho 1-2 ngày xem cơ thể tôi có phản ứng gì hay không. Vì gần đây tôi cũng có hay đi ra ngoài, nhưng mà cũng có vài quán tôi ăn xong về nhà bị đau bụng và tiêu chảy. Đó là cái cơ thể phản ứng của tôi thôi, riêng cá nhân của tôi thôi. Thành ra tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ở đây tôi không có muốn chê bai hoặc chỉ trích gì hết. Tôi chỉ muốn đưa lên cái cuộc sống như thế nào, phản ảnh cuộc sống một cách trung thực. Có sao nói vậy, đó nha các bạn. Thì hôm nay tôi đi ăn thì tôi thấy quán này cũng sạch sẽ lắm. Không có một chút gì ruồi nhặt quá. Ở trên sàn thì không có một tí rác nào hết. Chỉ có một điều là cái anh mà lấy thức ăn mà bỏ vô tô cho tôi đó, thì anh xài, anh không có xài bao tay, anh chỉ xài tay. Xong đến hồi khi mà tôi tính tiền đó, thì anh lại cũng móc tiền ra, anh thối cũng với hai cái bàn tay đó. Thì tôi thấy cũng hơi ái ngại một chút. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đã quen rồi. Tại vì tôi thấy ở đâu cũng vậy. Trừ khi nào các bạn vào những cái nhà hàng lớn 5 sao hoặc là những cái nhà hàng mà có quầy tính tiền đó, thì không có cái chuyện này xảy ra. Nhưng ở Mỹ tuyệt đối là không nha các bạn. Ở Mỹ thì họ có quầy, có người chuyên về tính tiền. Thành ra còn những người mà nằm trong bếp thì không có ra ngoài. Thành ra mình không biết cái gì xảy ra bên trong. Nhưng mà đó là như vậy đó các bạn. Hơn nữa là ở bên Việt Nam đó thì tự do mở nhà hàng. Ai muốn mở là mở, có chỗ, có địa điểm, hoặc là biết nấu ăn là ra mở thôi. Nhiều khi mở ngay cả một cái góc đường nào đó mà ở đó không có một vòi nước hoặc là không có một cái hệ thống nước gì hết. Chỉ có những cái can nước hoặc là những cái thau nước để mà rửa chén
ngay tại chỗ đó thôi. Còn ở Mỹ là không được nha các bạn. Nếu muốn mở một cái quán hoặc hay là một cái nhà hàng thì các bạn phải qua một cái khóa học. Khi mà các bạn học xong rồi đó thì các bạn mới được quyền mở. Và khi mà các bạn mở quán thì trước khi mở quán thì chính quyền sẽ cho người đến để mà kiểm tra cái nhà hàng, xem coi hệ thống điện, nước và nhà bếp có đúng tiêu chuẩn và an toàn hay không. Sau khi mà các bạn đã xây xong cái quán nhà hàng theo tiêu chuẩn và được phép mở kinh doanh thì các bạn mới được kinh doanh. Và lâu lâu chính quyền gửi nhân viên đến để mà kiểm tra nhà hàng của các bạn. Họ đến một cách đột xuất, nghĩa là không hề thông báo gì hết. Nhiều khi họ vô thẳng nhà bếp của bạn, họ xem, họ cầm cuốn sổ, họ đi, họ ghi cái chỗ nào đủ tiêu chuẩn, cái chỗ nào không tiêu chuẩn. Và nếu mà họ phát hiện ra những cái điều mà không đúng quy luật, họ sẽ lập biên bản ngay ngày hôm đó và cảnh cáo bạn. Thì có nhiều cái hình thức. Nếu mà các bạn có bao nhiêu lỗi phạm thì họ cảnh cáo. Còn thí dụ trên 5 hay 6 thì sẽ bị ngưng đóng cửa quán một thời gian, một tuần, hai tuần. Đến khi nào mà các bạn đi học rồi các bạn sửa đổi, rồi họ tới họ kiểm tra thì các bạn mới mở quán. Và có vài trường hợp họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn đó các bạn. Đôi khi có những kênh truyền hình TV đi theo và họ sẽ quay lên TV. Nhưng mà họ chỉ đưa lên TV những cái quán mà phạm nhiều lỗi thôi các bạn. Thí dụ như 6-7 lỗi trở lên. Tôi xem TV thường tôi thấy những cái quán đa phần là quán người Tàu và Việt Nam. Bên Mỹ nhà hàng Tàu cũng rất là nhiều nha các bạn. Và nhà hàng Việt Nam bây giờ cũng vậy. Đây là cái phong trào đó. Ngày xưa đó là Việt Nam mình mở mấy cái tiệm nail. Bây giờ Việt Nam mình mở nhà hàng rất là nhiều. Mà nhà hàng bây giờ không phải như nhà hàng khi xưa. Khi xưa các bạn chỉ thuê một cái địa điểm diện tích khoảng chừng 100-200 mét vuông. Rồi các bạn mua bàn, mua ghế về rồi các bạn mở. Nhưng mà bây giờ tôi thấy người Việt Nam chúng ta mở nhà hàng rất là sang. Các bạn mở nhà hàng phải nói nhiều khi từ phải 300 ngàn cho đến 2-3 triệu đó các bạn. Những cái nhà hàng mà có bán bia rượu thì sẽ tốn kém hơn. Tại vì họ cần phải có một cái không gian rộng rãi. Và họ cần phải có một cái bằng bia rượu thì mới bán được bia rượu. Ở Việt Nam thì tôi thấy là bán bia đồ thoải mái, còn bán rượu thì tôi không biết. Đó là cái gì mà tôi trải nghiệm được. Tôi xin chia sẻ với các bạn. Có sao tôi nói vậy? Tôi không muốn chỉ trích gì ở đây. Tôi chỉ muốn đưa lên những cái điều mà chúng ta quan tâm về đời sống và sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi như tôi và những người lớn tuổi đang ở hải ngoại và muốn về Việt Nam sống. Họ cũng muốn được biết. Thưa các bạn, đây là cái video thứ tư mà tôi chính thức đưa lên kênh YouTube. Thì trong cái ba cái video trước đó, tôi có nhận được nhiều bình luận của các bạn và những phê bình. Đa phần là các bạn cũng không có ai ném đá cho tôi hết. Thì cái điều đó thì tôi cũng cảm ơn các bạn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi. Và tôi xin hứa là sẽ cố gắng thực hiện những cái video để mà chia sẻ cùng các bạn. Thưa các bạn, có một câu hỏi là
có bao nhiêu người Việt Nam sống ở tiểu bang Arizona? Thưa các bạn, tiểu bang Arizona là một tiểu bang nằm ở phía nam Hoa Kỳ. Diện tích của tiểu bang Arizona cũng gần bằng diện tích của Việt Nam. Diện tích ở Việt Nam thì khoảng 330.000 km, diện tích ở Arizona thì khoảng chừng 300.000 km. Người Việt Nam sinh sống ở Arizona trong năm 2023 là 40.000 người đó các bạn. Có 40.000 người thôi, không có nhiều. Tại vì ở bên California đó thì có hơn 2 triệu người đó các bạn. Khủng khiếp lắm. Nhiều khi tôi đi qua bên đó chơi, nhất là cái khu mà Orange County đó, Việt Nam không, đi đâu cũng Việt Nam. Nhờ vậy mà nhiều người được làm ăn buôn bán rất là khá giả và phát đạt ở bên California đó các bạn. Còn ở bên tiểu bang tôi thì 40.000 người rải rác khắp nơi. Tôi muốn đi ăn nhà hàng Việt Nam đó thì cũng hơi khó, nhiều khi cũng phải đi 20-30 phút thì mới kiếm được một cái chỗ ăn của Việt Nam. Và chất lượng thì nói chung cũng ngon và sạch sẽ. Nhưng mà tiểu bang California và Texas là những tiểu bang có những cái thực phẩm Việt Nam rất là ngon. Nhiều khi tôi buồn á, không biết làm gì, chỉ chạy qua bên California ăn một tô phở thôi các bạn. Vì bên California phở rất là ngon. Đó là những gì mà tôi trải nghiệm, tôi chia sẻ với các bạn. Và một câu hỏi nữa là có bao nhiêu người ở đất Mỹ? Thì thưa các bạn, có khoảng 2 triệu người trên đất Mỹ. Và tổng cộng có khoảng trên 5 triệu người sống khắp nơi trên toàn thế giới. Ở Úc, ở Canada thì có khoảng chừng 270 đến 280.000 người thôi các bạn. Mà ở Canada và Úc thì cũng rộng rãi lắm. Cho nên vẫn còn rất nhiều cơ hội. Các bạn nào mà muốn định cư ở nước Canada, nước Úc, nước Mỹ nữa. Nước Mỹ thì cũng vẫn có người Việt Nam chúng ta đến định cư ở bên nước Mỹ đó các bạn. Tình hình nước Mỹ thì lúc này tôi thấy trên tin tức thì giá cả vật chất cái gì cũng mắc, cũng leo thang hết. Xăng, nhất là xăng. Và nhà cửa nữa. Đặc biệt là ở California, quận Orange County, nhà cửa rất là mắc. Phải nói rằng một trong những cái quận mà mắc nhất nước Mỹ đó các bạn. Nhà bên đó là ít nhất là cũng phải 1 triệu đô trở lên thì mới sống được, nghĩa là nhà nhỏ thôi đó, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm thôi đó. Ở bên Arizona của tôi thì nhà rẻ hơn khoảng phân nửa. Cũng căn nhà đó ở California 1 triệu, ở tiểu bang tôi thì khoảng 500.000 thôi. Tại vì mức sinh hoạt ở bên tiểu bang tôi thì nó rẻ hơn. Nói cho cùng á, giữa California, Hoa Kỳ và Việt Nam thì tôi thấy nhà Việt Nam vẫn mắc hơn. Nhà Việt Nam phải nói rằng quá mắc. Vì nó cũng có cái lý do của nó thôi. Với dân số Việt Nam bây giờ là 100 triệu. Mà diện tích Việt Nam thì có 330.000 km thôi. Thì đất có bao nhiêu đó thôi mà 100 triệu người thì cái mật độ nó rất là đông. Thành ra nhà cửa đất đai bên này mắc mỏ là như vậy. Tôi không biết trong tương lai nó sẽ lên nữa hay không, nhưng mà tôi thấy nó sẽ lên nữa đó các bạn. Tại vì sao? Vì hiện tại 5 triệu người đang ở nước ngoài, ở khắp nơi trên thế giới. Và những người lớn tuổi như tôi
thì có nhiều người, rất là nhiều người muốn nghĩ về Việt Nam để mà sống. Đến lúc tuổi già thì nếu mà như vậy đó thì nhà ở Việt Nam sẽ lên nữa đó các bạn. Trừ khi nào mà chính phủ có những cái chương trình như là xây những cái căn hộ lên thì chúng ta sẽ ở đó và chia ra thì giá cả nó sẽ đỡ hơn. Thưa các bạn, đó là những cái nhận định của tôi. Có sao nói vậy? Theo cái hiểu biết của tôi, có thể là sai. Nếu các bạn thấy có gì không đúng thì xin các bạn vô đây bình luận và cho ý kiến. Thành thật cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào.